Thân mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ review cho anh chị và các bạn thêm một mớ mẫu mà thuộc về mớ mẫu bóng phao các bạn. Bóng phao các bạn. Thì ở đây là một cục, thường thường là sản phẩm đóng gói là 12 con. Sản phẩm này là như cái này là hình con cá. Con cá các bạn, con cá cơm á. Ở đây thì sản phẩm nó có hai màu nè, có màu hồng và màu xanh, màu hồng và màu đỏ chứ, sorry, màu hồng và màu đỏ. Thì ở hiện tại thì thấy có hai màu này, nếu như sau này nó có màu khác á, thì em sẽ cố gắng em review cho anh chị xem và các bạn xem. Đây thì em sẽ cho anh chị xem chi tiết rồi em sẽ cho cách bơm luôn. Thì cái mẫu cá này thì nó cũng bên trong nó sẽ có gì, nó có một lục lạc nè, lục lạc anh chị các bạn đó, cái lục lạc. Thì trên này nó cũng dễ thương, đây em có bơm sẵn nè. Đây, đây là cá này em có bơm sẵn rồi. Đây là màu hồng, này là màu đỏ nè. Đẹp ha. Thì nó có lục lạc bên trong nè. Con em chúng ta chơi lắc 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 này, nó sẽ ra được cái tiếng động nè. Ra được tiếng động thì làm cho con em chúng ta thích thú hơn. Đó. Cái sản phẩm thứ hai mình review đó là cái sản phẩm gì? Cái này là cây búa nè. Cái búa phao á, búa thì nó có nhiều loại nha anh chị và các bạn. Nó có thể là búa chung, búa nhỏ và búa lớn. Thì ở đây em đang review đó là búa chung ha. Thì anh chị muốn biết kích thước của sản phẩm này á, thì anh chị có thể cập nhật vào website của em sẽ biết được kích thước chi tiết sản phẩm này ha. Ở đây em sẽ review cho anh chị biết cái mẫu thôi và quy trình đóng gói. Thì cái quá trình đóng gói cái sản phẩm nào cũng vậy, đối với hàng phao là một cục đóng gói là 12 con nha, 12 cái nha anh chị và các bạn. Đây ở đây em có bơm sẵn nè. Thì sản phẩm này nó cũng có nhiều màu lắm. Thì ở đây nó có một cái búa nè, ở đây có một cái kèn nha anh chị và các bạn. Đây cái kèn, đây cái kèn nằm bên trong cái búa nha anh chị và các bạn. Anh chị nhìn ha, cái kèn nằm bên trong cái búa đó. Mình cầm cái tay này nè anh chị và các bạn, mình cho con em ta chơi mà con em ta bóp thôi nè, bóp thì cái kèn nó kêu nè đó, nó kêu thì cái tiếng kèn trong này nè, cái tiếng kèn này nó sẽ phát cái âm thanh và làm con em chúng ta dễ chơi hơn, thích thú hơn ha. Ở đây nó có cái đầu bơm nè đó, thì anh chị có thể bơm. Còn cách bơm thế nào thì anh chị có thể cập nhật vào những video sau trước của em á, em làm em có chỉ cách bơm rồi á. Thì cái bơm có bốn cách bơm ha. Đây là cái gì? Đây là con vịt nè, vịt cánh xanh nè các bạn và anh chị. Đó thì sản phẩm nó cũng đóng gói như vậy thôi, một cục 12 con. Ở đây em có bơm sẵn cho anh chị và các bạn xem cái mẫu mã nè. Thì thấy nó đóng gói đơn giản như vậy thôi, nó thấy đóng gói nó sẹp sẹp gì đó. Thì những sản phẩm này thuộc về những sản phẩm mà bơm hơi á, khi đóng gói như vậy chứ gì nhà mình bơm nó to lắm, to đùng á. Kích thước thì anh chị có thể cập nhật website xem kích thước nha. Cái chân đỏ cánh xanh á, thì anh chị có thể nhìn những cái mẫu mã. Rồi sản phẩm tiếp theo em review đó là cái này là cái gì? Cái này là cái banh 7 màu nè anh chị và các bạn, banh 7 màu á. Đây thì em cũng có bơm sẵn luôn, thì có mẫu mã như hình dạng nó như thế này. Đó, nó có rất là nhiều màu sắc nè, xanh đỏ tím vàng ha, xanh hồng, xanh nước biển màu trắng ha, dễ thương, cũng có còi bơm nè. Đó. Rồi cái mẫu này là mẫu gì? Cái mẫu này là mẫu con cá sấu nha anh chị và các bạn, con cá sấu á. Thì một cục cũng có 12 con luôn, nói chung là hàng phao là cục nào 12 con á. Đây, ở đây em cũng có bơm sẵn và review sẵn cho anh chị và các bạn xem đây. Đây, mẫu mã cũng dễ thương và đẹp nè. Anh chị thấy đóng gói đơn giản khi mình bơm nó rất là to. Đây. Tại vì con cá sấu nó dài quá, cái khung hình này em nó không hết được khung hình này. Nói chung là mình chỉ review cho anh chị và các bạn thấy được cái mẫu mã thôi. Nó cảm thấy những cái mẫu mã nào đẹp á, thì mình lấy về buôn bán. Còn như ba mẹ cảm thấy đẹp hay á, thì lấy về cho người ta chơi. Đó. Nó cũng dễ thương. Ở trên này nó có cái đầu cục dây nè. Trên này có cái đầu cục dây nha anh chị. Thì nếu như anh chị mà buôn bán, các bạn nhà buôn bán á, thì anh chị các bạn cục dây đây để mình treo con cá sấu lên. Hoặc là ba mẹ khi mua về thì mình cột dây vô đây nè, treo lên cho con người ta chơi. Rất là dễ thương ha. Rồi cách bơm thế nào thì em cũng nói sơ qua nha. Cái sản phẩm này nó bơm nó có 4 loại cách bơm á. Thì anh chị có thể nếu biết chi tiết hơn á, thì anh chị có thể cập nhật những video trước mà xem nha. Xem những cách bơm em đã có hướng dẫn chỉ rồi đó. Thì em nói nôm na lại thì nó 4 cách bơm để anh chị lưu ý luôn. Một là chúng ta bơm bằng cách bơm tay. Bơm tay là bơm bằng con này nè. Hai là chúng ta bơm bằng con cốc. Đó. Ba là chúng ta thổi bằng miệng cũng được. Đó. Bốn là chúng ta đi ra tiệm xe đạp á. Hoặc là những tiệm sửa xe á, thì mướn người ta bơm đó, những anh chạy về gần sửa xe á, thì người ta đưa cái còi vô đây người ta bơm thôi. Hoặc là những ống bơm xe đạp mình vẫn bơm được.
nhanh chị cho các bạn. Nó thì mình đút vô mình bơm thôi. Còn chi tiết cách bơm nào thì cập nhật mà xem những video trước của em ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái sản phẩm mới.